Chào các bạn, bên Hoàng đi giao cây piano cơ Yamaha U3 PE đi đến Phú Quốc. Bỏ cái cây đàn lên cái chiếc xe 16 chỗ này ha. Bắt đầu đi ra khỏi Sài Gòn thôi. Chúng ta sẽ đi đến Hà Tiên và lên cái phà Bình An của Hà Tiên. Hôm nay trời rất là đẹp. Cũng may mắn cho bên Hoàng đó là trời tốt như thế này thì cái chuyến đi cũng an toàn. Đấy, biển rất là đẹp nha các bạn. Cuối cùng thì cũng đã đến Phú Quốc rồi. Rồi chúng ta bắt đầu đi rời khỏi cái phà và bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố. Quay cho các bạn xem một chút về ngoại ô của Phú Quốc này. Đó, vẫn còn hơi thưa ha. Một cái khu đô thị này, nó rất là đẹp. Phú Quốc này rất là tiềm năng các bạn ạ. Bởi vì chung quanh bốn bề đều là biển và biển rất là đẹp. Gần như cái chỗ nào tắm cũng được hết à. Rất là đã nha các bạn. Ai mà chưa đi á, thì tranh thủ đi Phú Quốc đi các bạn ạ. Số nữa luôn anh, còn mét nữa, một mét nữa. Dạ. Rồi. Chỉ cần nhấc ra ngoài trước thôi. Dở đằng đầu thôi. Đằng đầu được rồi. Đằng đầu hẳn thôi. Đằng đuôi coi vậy. Rồi gắn lên. Rồi ok. Nào, 1, 2, 3. Ủa rồi, lăn lăn. Cô cho con một cái kéo nha cô. 1, 2, 3, luôn. Đưa luôn, đẩy luôn. Đẩy luôn, đẩy luôn. Đẩy luôn, đẩy luôn. Đẩy thôi. Rồi, đẩy chưa. Cái nó biệt là tông không à. Dạ. Cứ để thoải mái, nó không chạy gạch đâu. Hoàng cố tình để cái clip này nó dài dài để cho những ai mà thích xem cái phần mà mở hộp đó các bạn đó, ngồi xem cũng thú vị lắm. Nên là Hoàng không có cắt, Hoàng để y nguyên cho nó dài như vậy, các bạn theo dõi nha. Cắt đi nha. Chứ không cắt hả? Chính không cắt để làm người ta. Chuyến đi này Hoàng không trực tiếp đi, nên là Hoàng có nhờ bạn Thăng, đó là người em của Hoàng hồi xưa cùng học bên nhạc viện á, thì anh này cũng là một cái nhạc sĩ đang chơi nhạc ở ngoài Phú Quốc. Rồi sau khi chơi nhạc được thời gian thấy Phú Quốc đẹp quá và quyết định ở lại. Và bây giờ là song song với cái việc chơi nhạc thì bạn Thăng này á cũng có một cái trung tâm dạy nhạc ở bên phía An Thới của Phú Quốc. Ai có nhu cầu học đàn thì cứ liên hệ trực tiếp với bạn Thăng ở ngoài Phú Quốc nha. Bên cạnh trung tâm dạy nhạc thì bạn có mở thêm một cái homestay tên là Cá Cúi. Có cả chỗ uống cà phê rất là đẹp nha các bạn nha. Ai đi ra ngoài đó mà có cần chỗ lưu trú đó thì nhớ liên hệ với bạn. Bạn là một người rất là hiền lành, dễ thương. cái đế. Nhấc ra khỏi đế. Hoặc là nghiêng nó lên xong rồi mình kéo nó ra. Nhấc đầu thôi. Chịu đầu thôi. Bóp cơ bả ra. Chịu đầu thôi, bạn cứ đỡ mặt qua đi thôi. Đứng lên con, dạ không anh. Mở luôn. Mở luôn. Mở luôn. Mở luôn. Đây đây, anh cứ vợ đây. Đúng rồi, vợ bình thường. Sao mày anh có cái tay nè. Đó, ủa nhớ luôn mà. Chỗ đó chính là chỗ bám cái tay đó. Wow. Rồi, okay. Rồi từ từ tới khúc này là có bánh xe sắt ở dưới nha, đừng rê. Nên là nhấc nó vô bên trong đừng rê. Nó có bánh xe sắt. Xước hết nền. Từ từ giúp anh. Từ chưa xong ạ. Cái này là có bánh xe sắt nhưng mà mình vẫn đưa nó vô sát tường luôn giúp em. Rồi. Rồi. Cái tường làm sao lên rồi. Thôi nha. Đây nào. Rồi chờ nó sát tường chút xíu cũng được. Cắt một đường ngang nha, cắt một đường ngang. Cắt đường ngang đúng không? Cắt đi anh. Cắt trên đây. Cái này rất là nặng. Thì cái cân nặng của nó là 235 kg.
Đó là chưa bao gồm cái thùng bên ngoài đó. Cái thùng bên ngoài chắc cũng nặng lắm á. Hoàng cũng không biết là đã bao nhiêu ký nữa mà cũng nặng lắm. Rồi chiều rộng của cái cây này này là 1m53 nha. Cái này là tiêu chuẩn luôn, gần như là thuộc lòng luôn. Chiều rộng là 1m53 này. Chiều cao là 1m31. Và chiều sâu á, là chiều trong tường đưa ra đó là 65. Thế tuy nhiên là khi mà mình muốn chừa cái vị trí cho cây này á, thì các bạn chừa ra, từ trong tường á, các bạn hở ra khoảng vài phân, có thể là gần một tấc á. Rồi tới cây đàn là 65 đúng không? 65 là 70-75, cộng thêm cái vị trí ngồi nữa thì coi như từ trong tường cho hết tới cái lưng của người ngồi là khoảng hơn 1 mét. Đó, nhớ các bạn phải chừa nó hở ra nha, để cho cái âm thanh của nó mới thoát được, chứ không là nó bị bí lắm. Rồi do là Hoàng không có mặt nên là Hoàng cũng nhờ cái bạn nhạc sĩ này đàn cho các bạn nghe thử cái âm thanh của cây U3PE này nha các bạn nha. Đây là hàng chính hãng Yamaha, sản xuất ngay tại nước Nhật luôn, Made in Japan ha. Rồi chúng ta bắt đầu nghe thôi. Cùng thì cũng đã xong. Chuyến đi của tụi Hoàng kéo dài đến 2 ngày. Đó. Mà may mắn là trời rất là đẹp, không có vấn đề gì cả. Rồi, hẹn các bạn vào các clip tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.